4 giờ sáng, anh Ngô Văn Bình, 40 tuổi, ở huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, xách chiếc cào sắt nặng gần 10 kg lên thuyền, ngược dòng sông Mã đến địa phận huyện Quan Hóa, cách nhà hơn 10 cây số để bắt đầu công việc cào hến mưu sinh. Có kinh nghiệm hơn 20 năm hành nghề cào hến, theo anh Bình, mùa hến bắt đầu từ cuối tháng 2 âm lịch, kéo dài khoảng 3-4 tháng. Trước kia, để làm nghề này, người dân địa phương dùng chiếc cào dài hơn 10 mét, chèo thuyền dọc bờ sông để bắt hến. Những năm trở lại đây, người dân chuyển qua sử dụng thuyền máy, dùng cào sắt có buộc chiếc túi bằng lưới dài để hành nghề. Mùa hến này phụ thuộc vào từng năm, có năm có sớm, có năm có muộn. Có năm thì đánh từ ra Tết là mình đánh rồi, có năm thì cuối tháng 2 thì đánh rồi. Vụ hến thì hến được tầm khoảng 3 tháng, có năm thì 4 tháng, còn phụ thuộc vào thời nước, nếu là nước mà sớm sớm thì mình cũng đánh được. Nước chưa có sớm thì mình lại đánh được dài. Làm đây cũng có thời vụ thôi, mà nói chung là cũng được vài tháng, nói chung là tranh thủ thôi, mình không đánh thì ít nữa không thế nữa cũng chết. Là người có thâm niên làm nghề cào hến, anh Bình thông thạo từng khúc sông. Theo anh, hến thường xuất hiện nhiều ở khu vực bờ sông có dòng chảy êm, nhiều cát. Năm nay mùa hến đến sớm hơn, hến được giá, thợ cào hến được một mùa bội thu. Để đánh bắt được hến, mỗi chiếc thuyền thường có 2 người làm việc. Sau khi chạy thuyền ra giữa sông, thợ hến dùng chiếc bàn cào bằng sắt rộng khoảng 80 cm, có buộc dây thừng, rồi nhấn xuống đáy sông, cho thuyền chạy vòng quanh để cào và gom hến. Theo anh Bình, do trời nắng nóng, đa số những người đi cào hến phải làm việc từ sáng sớm đến đầu giờ chiều thì nghỉ. Trung bình mỗi ngày, một thuyền cào được từ 1 đến 2 tạ hến. Với giá bán 5.000 đồng mỗi ký, trừ chi phí dầu máy, ăn uống, mỗi người cũng kiếm được từ 300 đến 500 ngàn đồng mỗi ngày. Trước đây, cứ đến mùa là người dân ra sông cào, nhưng hiện nay, do vất vả, lượng hến trên sông giảm dần. Nhiều người không còn mặn mà. Số người trụ lại với nghề này ngày một ít đi. Hến sau khi thu hoạch sẽ được bán cho các nhà hàng, chế biến món canh hến, hến xúc bánh đa, v.v. Những năm trở lại đây, các món ăn từ hến được người dân và thực khách yêu thích nên giá bán cao hơn trước.